Lời nói đầu tiên thì cho em gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe an toàn thể các bác có niềm đam mê yêu thích đánh bạc trên toàn cả nước nhé. Ngày hôm nay thì cơ sở bên em xin giới thiệu cho các bác là về cái phụ kiện dùng để đánh bạc. Thì thời điểm này ngoài miền Bắc ấy thì con bạc bắt đầu di cư về rồi. Đấy, khu vực anh em trong Nam, anh em ngoài miền Trung. Đấy, và đặc biệt là những anh em tỉnh thành đầu miền Bắc ấy thì đang đánh khá là mạnh. Và những cái phụ kiện như thế này thì không thể thiếu được. Thì bác nào mà đang có nhu cầu sử dụng thì có thể là liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại em để ở góc màn hình video. Để các bác điện đến thì bên cơ sở là lên đơn hàng gửi hàng cho các bác. Còn bây giờ thì đi vào giới thiệu chi tiết về từng cái phụ kiện để cho các bác cùng làm bắt được nhé. Đầu tiên thì giới thiệu cho các bác thợ đánh keo. Thì đây là cái loại keo chuyên dùng để đánh vạc, đánh cò. Thì đây là cái mẫu keo A1 bên cơ sở nhà em này. Đối với dòng keo này thì các bác có thể là sử dụng đánh trời nắng được này, trời mưa đều đánh được, để đánh ok ở hai cái thời tiết trời nắng, trời mưa và thời tiết về đêm. Đấy, còn đối với cái loại keo này thì một ưu điểm nữa thì các bác nên chú ý. Đấy, một cái ưu điểm nữa là các bác mua về là các bác chỉ việc đi đánh thôi. Đấy, và các bác chỉ việc đảo que đều là các bác đánh nó rất là nhàn, chúng ta không phải hơ lửa hay là không phải đun nấu gì cả. Đấy, chúng ta vào trực tiếp que là chúng ta đánh. Còn hũ keo thì bên cơ sở là sẽ cắt cho các bác là hai hũ lẻ, đó là hũ lửa cân và hũ một cân này. Đấy, thì các bác có nhu cầu mua ít dùng trải nghiệm thì có thể là lấy lọ lửa cân. Còn anh em mà đánh quen bánh bền rồi thì có thể là lấy một cân đổ ra, thì càng lấy nhiều thì giá tiền của nó càng rẻ. Đấy, còn keo này thì hình dạng nhận biết của nó thì nó có màu trắng trong kiểu như thế này. Đấy, không bị vẩn đục. Còn đối với keo này thì thời tiết nào anh em đánh được, nhưng mà thời tiết thích hợp nhất là từ 13 độ C cho tới là 40 độ C. Đấy, thời tiết trời lạnh thì keo nó không bị co, còn thời tiết trời nóng thì keo nó không bị chảy các bác. Đấy, thì đây là cái mẫu keo mà tốt nhất hiện nay trên thị trường. Đấy, mặc dù giá của nó sẽ đắt hơn tầm khoảng 20.000 đồng so với những cái cơ sở khác, thì các đây là cái keo A1 này. Còn ở ngoài ra, ngoài thị trường bây giờ nó đang có keo cái loại mà nó kém chất lượng hơn ấy, thì ví dụ lạnh phát là nó co cứng nó không đánh được, hai nữa là nắng nó chảy. Đấy, những keo đấy đánh nó rất là khó. Đấy, các bác nhiều khi là muốn rẻ hơn 10-20.000 đồng. Đấy, các bác mua những cái loại keo đấy về đánh là nhiều khi nó rất là phức tạp. Đấy, còn các bác thợ đánh quen keo nhà em rồi thì nói chung là năm nào cũng đặt và giới thiệu rất là nhiều đấy. Đấy, thì đây là keo A1 nha các bác nhé, lưu ý keo A1. Đấy, hàng này đánh tất cả các loại thời tiết cho em. Đấy, còn ngoài ra thì các bác đánh mô ấy, thì trên vạc tháng 3 này khá là khôn các bác. Đấy, thì các bác có thể là tham khảo về que lăn thẻ. Thì đây là cái tẻ tre này các bác này. Đấy, cái này thì em cắt cho các bác là 55cm, vót nhọn đầu dưới này. Đấy, đối với que tre này là vót bằng tay 100% nhé. Đấy, không chơi que chuốt máy. Que chuốt máy thì nhiều khi nó chỉ rơi vào tầm khoảng trăm mấy 200.000 đồng trên một cân, nên một cân được nhiều á. Nhưng mà ý là đánh thì nó không có cật các bạn. Khi các bác ra keo ấy, thì các bác ra đều, nếu mà ra muốn ra nhanh để đánh đàn vạc tiếp theo thì thường thường keo nó rất là hay bị gãy, que nó bị gãy này. Đấy, que gãy là coi như bỏ cả keo cả que luôn. Đấy, còn anh em mà chơi que này thì yên tâm, độ dẻo có. Và cái thứ hai nữa là lúc nào nó cũng bám keo hơn là que chuốt máy rất là nhiều, bởi vì vót tay này thì nó chỉ tròn được tầm khoảng 70% thôi. Đấy, còn 30% thì nó gồ ghề, thì tỷ lệ nó bám keo rất là tốt anh em. Đấy, còn cái que này nó dẻo lắm mà giữ lại toàn bộ cật 100% nha các bác nhé. Và chọn những cái cây tre gai già để vót lên cái que như thế này để phục vụ cho anh em này. Đấy, còn ngoài ra ấy thì con vạc xốp này thì hiện tại thì bên cơ sở đang bán rất là mạnh, bởi vì anh em thợ đánh lưới này, anh em đánh mô hoặc là anh em đánh úp lưới thì đang cần số lượng khá là nhiều. Đấy, ví dụ các bác đánh lưới thì làm đa số đặt tuyển chục con với 20 con một là một bàn lưới đẹp ấy. Đấy, thì ưu điểm của con vạc xốp này thì chúng ta đánh ấy, thì cái thứ nhất là nó rẻ tiền, cái thứ hai nữa là chúng ta không phải cho ăn, và cái thứ ba nữa là anh em đánh ví dụ đánh lưới thì rất là phù hợp, hoặc là anh em đánh ở bãi xa ấy, thì không sợ bị là nó cắt mất con vạc mồi. Đấy, chúng ta đánh con vạc xốp này thì ví dụ một bàn điểm thêm 5 đến 10 con thì nó rất là sáng bàn và nó đẹp. Đấy, còn toàn bộ con vạc như thế này thì được làm bằng xốp hết, nó rất là nhẹ các bạn, xốp khối luôn. Đối với hàng này mà ví dụ có rơi xuống vũng xì lầy thì các bác chỉ rửa qua phát nó sạch thôi. Đấy, còn phần dưới đây thì bên nhà em là sơn cho các bác màu xám này, còn trên là màu đen, còn đây là phần mắt này. Đấy, mắt này, màu đỏ, mỏ màu đen luôn. Đấy, còn hàng này thì đánh dế giáp rất là bóng mịn rồi. Đấy, còn anh em mua hàng thì thực tế giới thiệu trên video là anh em nắm bắt được. Và cái thứ hai nữa quan trọng là về tới nơi thì anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán là ok thôi. Đấy, một video thì giới thiệu cho các bác là về cái phụ kiện đánh vạc nhé. Thì trong cái thời điểm mà đang mùa vạc di cư này, mà bác nào mà có nhu cầu sử dụng thì liên hệ cho em nhé. Số điện thoại em để ở góc màn hình video ấy. Bây giờ chào các bác đấy ạ.